Xin chào quý vị, em là Hà Vi Nguyễn, em đã đoạt giải Hoa hậu của cuộc thi Miss & Mrs. Việt Nam USA năm 2019. Có mặt tại đây ngày hôm nay có em Linh Ngụy. Xin chào quý vị, em là Linh Ngụy, em là Á hậu của Miss & Mrs. Việt Nam USA của 2019. Thưa quý vị, Linh và Hà Vi mới hôm nay đang rất là tất bật để chuẩn bị cho cái cuộc thi sắp tới, thì muốn chia sẻ một chút về cái công việc này. Linh ơi, không biết là cái chuẩn bị của ban Hoa hậu cho cái cuộc thi này đã đến đâu rồi? Thì trước khi em muốn nói là mình cái Hoa hậu năm nay thì mình có tổ chức cái pageant thì tháng Sunday March 27 tại Santa Clara Convention. Nhưng mà trước khi mình nói đó thì one thing em nhớ là về preparing for this pageant thì there is so much to do. From booking entertainment, getting contestant, tập múa. Giống như bữa nay mình cũng mới tập múa, em cảm thấy là mình đi làm thứ hai cũng mệt rồi từ 6 giờ. Thì bữa nay em với chị Hà Vi cũng chứ có mấy chị em của mình cũng là đi tập múa. Bữa nay thì cái đó là một cái điều là em cũng cảm thấy rất là vui. Nhưng mà em cảm thấy là về tập múa mà cũng có nhiều lắm để about the pageant, chị có gì chia sẻ không? Thưa quý vị, là nói về chuyện tập múa thì đây chính là một cái chương trình cũng khá là hấp dẫn trong cả một cái cuộc thi Hoa hậu sắp tới. Bởi vì cuộc thi Hoa hậu là từ 3 đến 6 giờ chiều đúng không? Nhưng mà trong đấy không chỉ là cái sự gọi là thể hiện chỗ tài của các thí sinh, mà còn có rất là nhiều những tiết mục entertainment như Linh nói, là có ca nhạc này, có múa của những cái nhóm múa trẻ, và đồng thời của chính những cái người gọi là thành viên của ban Hoa hậu, những cái cô mà vừa đoạt giải xong hay là những cái chị mà đã đi trước rồi. Nên đây cũng là một cái hoạt động rất là vui cho Miss & Mrs. Việt Nam USA gắn bó lại với nhau cùng chuẩn bị. Thì thưa quý vị, là ban Hoa hậu của chúng em đã chuẩn bị phải cách đây vài tháng, chắc là 1-2 năm trước, nhưng mà pandemic nó cứ diễn ra mãi chưa có nên phải hoãn. Chính vì vậy mà gần đây thì mới bắt đầu quyết định là thôi phải tổ chức bằng được, bởi vì không thể chờ được lâu hơn nữa. Nên hàng tuần cứ mỗi chủ nhật thì có họp lại với nhau từ 10 đến phải 20 người ạ. Cái production team rất là lớn để lo cho từng chi tiết, từ việc bảo trợ này, rồi recruit thí sinh như thế nào này, rồi phải thuê cái địa điểm ra sao, mua bảo hiểm như thế nào, và ai sẽ là những người trong cái production team đó, và làm thế nào để align, tức là cùng với align với nhau để có thể tổ chức một cái gọi là buổi gọi là show, một cái show thật là hoàn hảo, kết hợp với vô số những chương trình. Và cái quan trọng nhất là cái cuộc thi này, cái sự chuẩn bị đã gắn kết rất là nhiều volunteers, những cái thành viên của ban Hoa hậu cũ đã quay lại để giúp. Và bây giờ thì Hà Vi mới nhớ lại cái kỷ niệm mà cách đây 3 năm lúc mình thi á, là mình chỉ có mấy ngày tập luyện đúng không? Và lên sân khấu mình nghĩ là cuộc thi Hoa hậu đã chuẩn bị có một tuần mà thôi. Nhưng thưa quý vị, bây giờ mình ngấm là phải đến hàng tháng trời chuẩn bị. Tức là những người đứng đằng sau sân khấu á, họ phải nỗ lực và họ phải gọi là kéo mọi cái pool, like all the resources that they can have to just make 3 hours happen. Em suy nghĩ, em nghe chị nói mà mình cuộc đời của mình là rất là busy, right? Mình mỗi người có việc làm của mình, and then có con cái để chăm sóc nữa. Tại sao mình dùng cái thời giờ đó để đi làm cái production này? Nói về bản thân của Hà Vi á, thì mình nghĩ là thứ nhất là cái cuộc thi là một cái sự kiện mà nên phải tiếp diễn hàng năm, bởi vì cái platform mà mình đang tham gia nó có ý nghĩa không chỉ với bản thân mình vậy mà còn ý nghĩa với cộng đồng. Bởi vì như là mấy cái hôm trước là Vi có chia sẻ với quý vị và Linh á, là khi mà mình muốn làm những cái công việc từ cộng đồng, có một cái title, có một cái tổ chức để hỗ trợ mình, thì cái công việc đó tức là meaningful hơn, có ý nghĩa hơn và có cái tầm ảnh hưởng lớn hơn nữa. Chính vì vậy mà mình muốn các em, các chị tiếp theo, những cái năm tiếp theo có thể cùng với mình để chung tay vào giúp cộng đồng nhiều hơn nữa. Đấy là cái việc mà mình thấy là nên phải tiếp tục cứ làm hàng năm. Bởi vì mỗi năm làm như thế là mình đã gọi là thu nạp, recruit được nhiều người có cùng những cái tấm lòng và cùng cái nét đẹp cả bên trong và bên ngoài như thế này thì mình sẽ vui hơn đúng không? Tại vì có nhiều người họ muốn làm, họ không biết tìm cái cộng đồng nào, cái tổ chức nào có thể hỗ trợ mình làm cái việc đó, thì mình thấy đây là một là việc làm rất là ý nghĩa. Cái quan trọng thứ hai là khi mà mình thi cái
đi 3 năm, mình thấy có rất là nhiều những chị, các em đã nỗ lực giúp mình, đưa mình lên sân khấu để được tỏa sáng của ngày hôm đó. Và mình đã đạt được cái vương miện, đã thành công và đã cũng là làm bạn của mọi người như thế. Thì mình phải give back như thế nào? Mình give back bằng cách là bản thân mình phải trau dồi tốt hơn nữa, là cái better version of ourselves, nhưng đồng thời cũng giúp các em, các chị trong tương lai sẽ join mình để họ có thể đạt được những cái ước mơ mà giống như mình, nó cũng gọi là nhỏ nhẹ, gọi là nhỏ một chút thôi, nhưng mà mình nghĩ là cái tầm ảnh hưởng của nó rất là lớn. Chính vì vậy mà rất là mong muốn mọi người sẽ tham gia vào cái cuộc thi hoa hậu sắp tới. Dạ đúng rồi, em cũng nghĩ cái một cái good production thì sẽ a lot of manpower behind it. Nhưng mà em đồng ý với chị là cái ý nghĩa của cái pageant is more than just a pageant. Thì em nhớ là cái đầu tiên mà em join cái pageant này á, là tại vì cái mission của cái pageant is very meaningful. It's about women empowerment. Mỗi lần mà em lên mà em đã nói là em compete với chính mình, nhưng mà em cảm thấy I got away more than just chính mình competing, mà em đã walk away with more confident and muốn mấy chị, and then I learned everyone có mỗi xuất sắc một cái strength nào đó để đem vô cái production đó. Thì trong dòng này hopefully mình có thể cái pageant, mình có thể spread cái culture của Việt Nam của mình nhiều hơn, mình sẽ mặc áo dài nhiều hơn, and then lúc đó mình nói tiếng Việt nhiều hơn, nói tiếng Việt nhiều hơn, thì lúc đó cộng đồng của mình sẽ sáng xiết nhiều hơn, and more, it will be a brighter future. Bây giờ Hà Vi mới nhớ là cái cảm giác lúc mà đứng trên sân khấu mà trao giải ạ, của cái gọi là cuối cùng cái cuộc thi đó, thì không chỉ những cái người thí sinh vừa mới đoạt giải và có thể là chưa nhận giải lúc đó, nhưng mà đồng thời có rất là nhiều members, có nhiều các chị, các em đã đoạt giải các năm trước tới để cùng tụ hội vào thành một đêm hoa hậu với nhau. Và cái cảm giác lúc đấy nó giống như vỡ hòa, và trời ơi tại sao quá nhiều người phụ nữ Việt Nam có thể tập trung cùng một lúc đến đây trên một cái sân khấu như thế. Bao nhiêu những cái người gọi là photographers đưa hình ảnh, bao nhiêu khán giả xung quanh làm cho mình cảm thấy tự hào là một người phụ nữ Việt Nam đang ở Mỹ. Nên hy vọng là cái ngày hôm tới, cuộc thi Hoa hậu năm 2022 sẽ thu hút được rất nhiều sự có mặt của các thí sinh, của các bạn trẻ hay là các chị hãy cùng đến để tham gia và ủng hộ cho Miss and Mrs. Việt Nam USA 2022. Và cái cuộc thi hôm đó sẽ tổ chức vào ngày giờ nào và tại đâu? Linh có thể nhắc lại được không? Dạ, là tổ chức ở ngày Chủ nhật ngày 27. Tháng 3, dạ, ở Santa Clara Convention Center từ 3 giờ đến 6 giờ. Yeah, rất mong mọi người sẽ có mặt ngày hôm đó. Hẹn gặp lại tất cả quý vị nha. Dạ, bye bye.